Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng. Theo đó, ông Nguyễn Văn Vinh, trưởng phòng thẩm định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, được điều động đến công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Phát biểu giao nhiệm vụ Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, Võ Ngọc Đồng chúc mừng ông Nguyễn Văn Vinh được lãnh đạo thành phố tin tưởng bổ nhiệm, đồng thời mong rằng trong thời gian tới trên cương vị mới, ông Vinh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố trong thời gian đến.